Alo, vâng, rồi kia chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với diễn đàn giấc mơ và bờ.com. Thì ngày hôm nay thì MC Mai Anh lại lên video. Và ngày hôm qua thì mình có công việc riêng nên là MC Nhật Minh lên video. Và ngày nay tiếp tục thì lại Dũng hôm mình sẽ lại cập nhật lại thêm con số cho mọi người. Không biết này thì trên video và cũng như là trên diễn đàn thì mọi người có kết quả như thế nào? Thì chúng ta cùng bắt đầu vào video trong buổi tối ngày hôm nay. Và lần đầu tiên thì thay mặt cho tất cả đội ngũ anh em trong diễn đàn cũng xin gửi lời chào lời chúc đến toàn thể anh chị em đang xem video trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Đến với giao diện chính của diễn đàn trong ngày hôm nay thì trước mặt mọi người đây đang là giao diện chính thì đầu tiên thì chúng ta cùng vào với phần kinh nghiệm bậc nhớ dành cho ngày hôm nay. Đây, kinh bậc nhớ thì anh em kéo xuống dưới ở bên dưới phần sổ số bảng miền nhá. Ngày 22 chẳng hạn đây. Đây. Ngày 22. Và ngày 22 thì có bạch thủ là 27 và sau thủ là 37 73. Đấy nhá. 27 373. Đây nhá thì ngày hôm nay thì 27 chính thức đã nổ cho mọi người rồi này. 27 là đã nổ rồi nhá. 27 này. Và 373 thì 7 hôm nay nó không có. Thế tức là ngày hôm nay chúng ta trên phần kinh nghiệm bằng nhớ thì anh em đã về được một cặp, đó là cặp bạch thủ lô 27. Thì cũng xin chúc mừng tất cả mọi người khi mà anh em nào ngày hôm nay đã theo trên diễn đàn về phần kinh nghiệm bậc nhớ nhé. Và đến phần tiếp theo, những bảng chốt tiếp theo cũng là những bảng chốt cực kỳ quan trọng trong ngày hôm nay. Và đầu tiên thì chúng ta cùng đến với phần bảng chốt VIP trong ngày hôm nay. Bảng chốt VIP thì mình có điểm danh thống kê qua thì ngày nay thì mở đầu khai show ngày hôm nay thì MC Bảo Long là người hổ rực rỡ nhất khi mà đã về cho mọi người được một cặp tam thủ lô 93 và xiên sẽ là 930943 đã nổ rồi nhé. Đây 93 này và cặp xiên 930943 93 này đây ạ. 93 thì là một này, 04 này, 93 à, 930943 930943 930945 phải không? 9309 này. Và 43. Thì cặp xiên này là cặp xiên mà ngày nay cao thủ đã nổ cho mọi người nha. Một lần nữa thì cũng gửi lời chúc mừng đến cho cao thủ và cũng như là chúc mừng toàn bộ anh em nào ngày nay đã trên diễn đàn đã chơi theo người chơi này, đã chơi theo cao thủ MC Bảo Long. Và ngoài ra thì ngày nay chúng ta lại có tiếp tục được thêm trên một dàn đề 10 số nữa là cặp 54. Cao thủ ngày nay theo mình thấy đây là cao thủ top 1 trong ngày hôm nay rồi. Số đến người chơi thứ hai, cao thủ thứ hai là Minh Nhật Nguyễn 256 thì chúng ta sẽ có duy nhất được một cặp song thủ lô là cặp 5 và 50. Thì đây. 50 đi mọi người nhá. 50. Duy nhất ngày hôm nay thì cao thủ nổ cho anh em đó là cặp song thủ lô 50. 50. Đấy nha mọi người nhá. Và sang đến một cái bảng chốt tiếp theo. Bảng chốt top 1 dành cho ngày hôm nay. Bảng chốt top 1 ngày hôm nay mở đầu với cao thủ là Thánh Lô Thần Đề với bạch thủ lô 53, song thủ cho là 63 mọi người nhé. Và chúng ta cùng xem lại qua một chút xem là mình cập nhật đã đúng chưa. 53 này. 53 có này. 53 có phải không ạ? 53 có này. 63 này. 63 có luôn và ba càng lô sẽ là 863 nha, mình nhớ không nhầm là 863. Thì đây ba càng lô 863 của mọi người đây đây nhá, 863 này đây của mình nhá, ba càng lô 863 đã nổ cho anh em rồi. Và cùng cập nhật đến với những phần tiếp theo thì cao thủ này lại tiếp tục lại ăn được một cặp xiên hai nữa, cặp 53 và 61. 53 và 61 ạ. 53 đây, 53 này và 61 nằm liền kề nhau luôn. Và tiếp theo đến thì chúng ta sẽ còn một cao thủ bên dưới nữa, đó là cao thủ Bắc Kiều Phong. Bắc Kiều Phong ngày hôm nay thì cũng có duy nhất về cho anh em một cặp, đó là cặp 54 trong bộ dàn đề 36 số dành cho tất cả mọi người. 54 đấy nhá. Thì xin chúc mừng những em nào ngày hôm nay đã theo bên hai cái bảng chốt này
Và ngoài ra thì chúng ta cùng đến với những phần bảng chốt tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta cùng đến với phần bảng chốt cao thủ. Với bảng chốt cao thủ ngày hôm nay thì chúng ta có hai người chơi. Thứ nhất là được một cặp, xem là mình cùng nhìn qua điểm danh qua với mọi người nhé. Bạch thủ lô 80, sở thủ lô 22 và 77 à. 80 là không có này. 22 cũng không có nốt. Và 77 cũng thế. Và trong cái dàn 10 số này không có một cặp nào. Và xuống bên dưới này với lão hạc thiếu tướng bạch thủ lô 05, rất đáng tiếc thì lại về 04 rồi. Sát thủ 060 không có, rất đáng tiếc khi một chốt 05 lại về 50. Và xuống bên dưới nữa thì cao thủ này duy nhất ngày hôm nay đã về cho mọi người trong cái bộ số dàn đề 36 số này, 54 nhá, 454 này. Và xuống bên dưới nữa thì tương tự sẽ là dàn 64 số cũng đã về cho mọi người được cặp 54. Thì đấy là xin chúc mừng toàn thể anh em đã theo, nếu như anh em có theo cao thủ này. Và tổng hợp lại ngày nay thì chúng ta xem lại xem là cao thủ nào là cao thủ chốt rực rỡ nhất nhé. Ngày hôm nay thì theo mình thấy ở đây thì cao thủ chốt rực rỡ nhất ngày hôm nay đã gọi tên là, đây thì quay trở lại với những cái bảng chốt tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một bảng chốt nữa là bảng lô khung 2 ngày trong tháng 5 này. Và bảng khung chơi theo tỷ lệ đó là anh em bỏ ra số vốn trong vòng 2 ngày, với ngày đầu tiên sẽ là 10 điểm và ngày thứ hai sẽ là 30 điểm. Và tỷ lệ ăn trong ngày hôm nay như làm sao này, ví dụ ngày 21 và ngày 22 thì chưa về, và ngày hôm nay là ngày 22 và ngày 23 cũng chưa có kết quả khả quan cho mọi người. Như tự chung lại từ đầu tháng đến giờ thì chúng ta nếu chơi tiếp tục theo cái bảng lô này và cũng như là tỷ lệ ăn và cũng như là tỷ lệ trả thưởng trên diễn đàn thì anh có thể thấy là tổng số lãi chúng ta vẫn còn là 4.410.000 để dành cho tất cả mọi người. Và cuối cùng chúng ta cùng đến với phần dàn đề ba chạm 51 số cho tháng 5 này. Và với cái dàn đề ba chạm này thì bây giờ cũng chuẩn bị gần hết tháng rồi, chúng ta cùng đếm lại, đếm ngược từng ngày cho là cuối cùng là cái tháng đầu tiên thử nghiệm này thì tổng số vốn dòng chúng ta còn lại là bao nhiêu. Và tính đến ngày hôm nay thì tổng số lãi đã lên tới con số là 31 triệu 500 nghìn. Và cho những em nào chơi theo dàn đề 31 51 số ba chạm trong tháng 5 này thì với ngày hôm nay thì ba chạm 189 thì vẫn chưa về, chính thức là gãy trong ngày hôm nay nhé, thì mọi người sẽ tự trừ cho mình xuống là 5 triệu 1 thì ở dưới này nó sẽ còn là khoảng 36 triệu. Vâng, thì cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem lại qua những bảng chốt này và chúc mừng tất cả anh em ngày nay đã về bờ thành công với những cao thủ và những người chơi top đầu trong video trong diễn đàn ngày hôm nay. Thì anh em nào mà đã chơi theo những cao thủ trong diễn đàn thì hãy cho mình xin lại một bình luận dưới video trên YouTube để cho tất cả mọi người cùng thấy sự minh bạch và cũng như là độ uy tín của diễn đàn. Sau đây thì mình cũng xin mọi người vài giây mình giới thiệu lại một chút về phần đăng ký cho diễn đàn và cũng như là cách thức chơi. Đầu tiên thì chúng ta cùng mở một tab mới, thì trên đây đang là một cái tab mới, chưa có bất kỳ một tài khoản nào đăng nhập. Và mọi người click vào phần đăng ký này, bằng điện thoại cũng được mà bằng máy tính cũng được nhé. Sau khi đã vào trong đến đây rồi thì mọi người có thể là liên hệ với một trong những ID chính của kênh qua ba kênh chính là Facebook, Zalo và Telegram. Sau khi mọi người kích đúp vào một lần nữa thì chúng ta sẽ ra một cái bảng mã QR và mọi người sẽ liên hệ với bọn mình qua cách là nhắn tin với cái cú pháp đó là cấp tài khoản diễn đàn. Và một cái điều kiện tiên quyết là anh em phải đủ 18 tuổi và cũng như là đăng ký tài khoản vận đỏ 88.bet. Đây là nhà cái chính đang tài trợ cho diễn đàn cũng như là tất cả những kinh phí và cũng như là những cái giải thưởng trên diễn đàn, thì đây là một nhà tài trợ chính và cực kỳ uy tín từ ngày bắt đầu chúng mình làm diễn đàn đến bây giờ. Và cũng như là nhà cái này có những điểm đặc biệt anh em cần lưu ý ra sau. Nhất là đây là cái nạp cũng như là hoàn trả không giới hạn. Tất cả những phần thưởng anh em nạp vào đều cũng sẽ được trả lại đúng với những cái cam kết ban đầu. Và thưởng nạp tối đa là từ 500.000 khi nạp từ 5 triệu. Cũng như là bên trong nhà cái sẽ có những cái mục chính. Đầu tiên là về những cái
thách thức chơi truyền thống và những cái giải chơi hàng ngày mà một người vẫn đang quen thuộc và vẫn ghi một cách phổ thông ở bên ngoài. Thì ví dụ như trong này anh em có thể ghi cho mình với tỷ lệ ăn cực kỳ cao, ví dụ như là lô thì sẽ là tỷ lệ 23 ăn 99 và ba càng lô sẽ là một ăn 972, với phần bốn càng thì sẽ là một ăn 9.000 và giải đặc biệt trong này sẽ là một ăn 99 anh em nhé. Cũng như là giải ba càng đề này hay là một ăn 972.000 và bốn càng là ăn một ăn 9.000. Thì đấy là cách thức chơi, cũng như là còn một vài nữa như C2, C3, C4 thì mọi người có thể thấy trực tiếp trên màn hình đây rồi. Thì sau khi anh em đăng ký xong tài khoản diễn đàn và tài khoản nhà cái thì hai tài khoản này sẽ được liên kết lại với nhau. Và mọi người lưu ý nhé, sau khi đăng ký xong thì mọi người có thể nhắn tin lại một lần nữa để xác thực với admin. Thì sau đây chúng mình sẽ cấp tài khoản cho anh em và anh em có thể là liên kết trực tiếp với vào trong diễn đàn và xem những cái phần chốt số những của những cao thủ và những cái thảo luận cực kỳ hữu ích dành cho anh em. Quan trọng cốt yếu nhất thì bọn mình lập ra diễn đàn cũng là để cho mọi người giao lưu với nhau là chính, và bọn mình cũng tạo ra những cái giải thưởng cũng như là những cái giải dự đoán hàng ngày để tăng phần cái tính cuốn hút cho diễn đàn. Ví dụ như những giải hàng ngày này, trị giá từ 500 đến 1 triệu, nó hoàn toàn là kinh phí do nhà cái bỏ ra, đấy là một phần không thể thiếu được trong mỗi cái diễn đàn, anh em thông cảm. Thì đấy là phần quảng cáo của mình, anh em hết sức thông cảm nhé. Được rồi, thì cuối cùng trước khi kết thúc video trong ngày hôm nay thì chúng ta cùng quay trở lại với phần kinh nghiệm bằng nhớ dành cho ngành mới, tức là ngày 23. Chúng ta có thể kéo xuống bên dưới đây, nó là phần kinh nghiệm số kinh nghiệm bằng nhớ trong phần sổ số 3 miền đây nhá, trong ngày 23 nhé. Thì chúng ta có bạch thủ là 61 và song thủ sẽ là cặp 898 đây. Mình xin zoom to để cho mọi người nhìn rõ đây. Đây nhá, 61 và 898 mình xin gửi tặng cho tất cả anh em. Được rồi, thì cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video cũng như là đã ủng hộ diễn đàn. Một lần nữa thì mình cũng xin gửi lời chúc, lời cảm ơn đến tất cả anh chị em. Chào tạm biệt tất cả mọi người.